Sáng ngày hôm nay mùng 7 tháng 7, Lisa khiến cộng đồng mạng mở mắt đúng cách khi tung clip nhảy Dance Challenge Rockstar cùng nàng bạn thân Rose. Cả hai xuất hiện cùng nhau sau hơn 6 tháng kể từ lần hội ngộ ở cung điện Buckingham cuối năm 2023, nên đoạn clip lập tức khiến các fan vô cùng phấn khích. Chỉ sau chưa đầy 2 giờ đăng tải, clip đã nhận về 3 triệu lượt xem cùng hơn 1 triệu lượt thả tim trên TikTok của Lisa. Trong đoạn clip vỏn vẹn 12 giây, Lisa và Rose cùng nhảy trên nền giai điệu Rockstar phiên bản Speed Up. Tuy nhiên, Rose nhảy thì ít mà sơ hở là ôm bạn thân Lisa thì nhiều. Khoảnh khắc này làm các fan thấy quen quen khi thời điểm cả hai thực hiện Dance Challenge là Lisa của Lisa cách đây 3 năm trước cũng không khác là bao. Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu rồi nên cô nàng Rose phải tranh thủ mà thôi. Chẳng thế mà các fan treo thuyền cho bộ đôi Chalisa như ngồi trên đống lửa mà được dịp replay liên tục đoạn clip vì quá nhớ cặp bạn thân này. Đặc biệt thì cộng đồng fan còn nhanh chóng phát hiện nơi mà Lisa và Rose thực hiện Dance Challenge chính là biệt thự của Lisa tại Los Angeles, Mỹ. Không những thế, Lisa còn khoe khoảnh khắc trả công cho nàng bạn thân bằng món đồ chơi đang gây bão nhất thời gian này là Bubu Macaron. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàn. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.